Hay búi cửu hồng đang nụ này, nụ này nở vào Tết Tây. Đấy, búi này được 2 ngồng, 4 ngồng, 6 ngồng, 7 ngồng. Búi này được 7 ngồng hoa, 7 ngồng hoa, 10, 11, 12 ngọn, 7 ngồng hoa. Đây búi này hoa này, búi này hoa nở trước Tết Tây. Búi này chắc khoảng 20 ngày nữa. Hoa quá to búi này. Búi này được 2 4 6 2 ngồng, 4 ngồng, 6 ngồng, 7 ngồng hoa. Hoa dài to. Búi này to 16 ngọn. Bạn nào sưu tầm cửu hồng inbox nhé. Giá cực êm luôn, 16 ngọn. Giá ưu đãi, giá yêu thương luôn.